trước tiên là chúng ta check cái gà của nó đây. Đây các bạn này. Đấy, gà của nó đây, các bạn nhìn thấy. Số 410A. Và để kiểm tra áp suất của một con giàn nóng, con này nó sử dụng ga 410 các bạn nhé, 410A. Thì trước tiên là chúng ta check cái gà của nó đây. Đây các bạn này. Đấy, gà của nó đây, các bạn nhìn thấy. Số 410A. Đó. Thì đó là cái ga nhá. Thì còn đây là cái áp suất này. Thì đây là cái áp suất đầu đẩy của nó này. Thì áp suất này là áp suất cao. Đơn vị nó tính bằng mega pascal. Thì đối với cái áp suất cao này thì cái chỉ số nó trực tiếp ở đây nó sẽ dao động từ khoảng 2 cho đến khoảng 3,2. Đấy, như con này thì trên thân máy nó ghi là đến 3,7, từ 2 đến 3,7. Tuy nhiên thì trong tài liệu thì mình thấy nó nói là từ 2 đến khoảng 3,2, 3,5 thì là ok. Tuy nhiên thì qua quá trình theo dõi thì mình thấy đấy, các bạn thấy đấy, khi mà nó tăng tốc lên thì cái áp suất đầu đẩy nó sẽ tăng lên các bạn nhé. Đấy thì nó sẽ tăng lên đấy, đang tăng là bây giờ là 3,16 thì nó chứng lại, tức là nó cũng khoảng độ 3,2 đó. Đấy, các bạn thấy không, nó khoảng 3,16 và nó khoảng 2,2 nhé. Đấy, nó lại tụt xuống đấy. Thì đó là cái áp suất đầu đẩy. Thế còn đây là cái áp suất đầu hút này, là áp suất thấp ấy. Thì cái này nó dao động từ 0,5 cho đến 0,9 thì là ok. Đấy, thì các bạn kiểm tra hai cái tham số này thì biết được cái áp suất của cái hệ thống VRV của một cái giàn nóng. Đó thì đấy, nó dao động và một chút nữa thì nó sẽ tụt xuống các bạn nhé, 0,9 mấy đấy. Đó là nó sẽ tụt dần xuống. Đó. Khi mà tải trong kia tải nó tăng lên thì nó sẽ tụt dần xuống. Thì nó dao động từ khoảng 0,5 các bạn nhé. Đấy, đây là PS nhé, chứ không phải số 5 các bạn nhé. Các bạn nhìn đây, đây là P và đây là S nhé. S, đấy thì áp suất thấp và cái giá trị của nó là 3 ô bên này. Đấy, thế còn đây là áp suất cao này. PD các bạn nhé. Đấy, 3 phẩy nhé. Đấy, PS nhé, đấy 0,9 nó tụt dần thôi. Các bạn thấy, có thể thấy là nó làm, giờ đấy nó làm 0,9 mấy đấy, thì dần tụt 0,9 mất rồi. Đó thì đó là mấy cái bước mà chúng ta sử dụng mấy cái switch để mà kiểm tra cái áp suất đó nhá, kiểm tra áp suất của hệ thống. Áp suất này là áp suất đang chạy, không phải áp suất tĩnh các bạn nhá. Thì để mà chúng ta kiểm tra kỹ hơn về cái áp suất này thì các bạn sẽ phải xem cái tham số trên này. Đấy, bởi vì cái cảm biến ấy thì nếu mà sử dụng lâu thì một số cái cảm biến nó có thể là bị báo sai cái giá trị đi. Thì các bạn sẽ phải căn cứ vào cái giá trị này và các bạn đo cái điện áp ở trên cái cảm biến áp suất đó, thì các bạn sẽ biết được là cái cảm biến áp suất này nó còn chính xác hay không. Thì trong tài liệu về điều hòa này thì nó đã có các cái mức rồi. Cái điện áp của nó là rơi vào khoảng độ 0,5V cho đến 5V. Đấy, thì nó tương ứng với cái áp suất là đối với cái dòng PS này, tương đối áp suất là 0, là từ 0 cho đến 4 phẩy mấy đấy. Các bạn xem tài liệu thì các bạn sẽ rõ. 4,2 thì phải. Thì là đo điện áp để mà so sánh với cái giá trị mà nó hiển thị trên này thì chúng ta biết được là cái cảm biến nó có bị báo sai không. Và khi mà nó đứt hẳn thì đương nhiên là các bạn sẽ biết là nó hỏng rồi. Nhưng mà khi nó báo sai ấy, thì đôi khi nó đưa ra cái điều chỉnh sai và nó có thể nguy hiểm đến các cái ví dụ máy nén này rồi nhiều thứ khác đó. Thì các bạn phải đo. Đấy, thì cái áp suất cao đo một khác nhá, và áp suất thấp thì chúng ta lại phải đo kiểu khác. Đó, tức là cái giá trị điện áp nó tương ứng với cái giá trị min max của cái cảm biến áp suất đó. Đấy, thì cái áp suất cao thì cái giải nó khác. Đấy, thì cái này các bạn phải xem trong cái tài liệu để mà đo thì nó mới chính xác. Còn mỗi một, và cái thứ hai nữa, một cái lưu ý nữa đối với cái áp suất này, thì đây mình vừa nói thì là cái áp suất nó sử dụng
cho cái dòng ga 410 các bạn nhé. Thế còn cái dòng ga khác thì cái áp suất nó khác, thì nó tùy vào cái dòng máy sử dụng loại ga gì mà các bạn kiểm tra áp suất, nó sẽ ra cái giá trị tương đương. Chứ không là đến lúc các bạn lại bảo là sao cái máy của bạn thì nó là từ áp suất cao thì nó từ 2 đến 3,2 đúng không ạ? Nhưng mà cái của mình nó khác, thì cái đó các bạn phải căn cứ vào cái ga nhé. Ga thì đấy, như vừa mình trình bày đấy, con này là 410 thì còn kiểm tra lại 3 này. Đấy thì nó là 410. Cái dòng 22 nó khác nhá, mà cái dòng mà 32 nó khác. Đấy thì nó tùy vào cái áp suất bay hơi của từng loại ga các bạn nhé. Đó thì đấy là qua một vài cái bước đơn giản như vậy thì các bạn đã có thể là kiểm tra được cái áp suất của cái hệ thống đang hoạt động, để mà so sánh giữa các cái dàn với nhau, đúng không ạ? Thì khi các bạn đo như vậy, các bạn đo hai cái dàn khác nhau thì các bạn sẽ thấy được cái bất thường nó ở cái dàn nào. Thì ví dụ như là khi bạn thấy cái tham số trên này nó thấp thì không có nghĩa là cái ga nó bị thấp nhá, mà chúng ta lại phải kiểm tra lại độ chính xác của cái cảm biến bằng cách là đo điện áp. Và khi mà cái mà điện áp nó quy ra áp suất mà nó chuẩn rồi đó, thì lúc này các bạn sẽ kiểm tra lại cái hệ thống ga, hay nó có thể là dò gì, thì đó là về áp suất, tất cả các cái tham số về áp suất cũng như là cái cách tư duy để mà xử lý cái lỗi về cái phần áp suất thì nó là như vậy. Đấy, nó rất đơn giản thôi các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.